Chào mừng quý vị đến với bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có những thông tin chính sau đây. Quản lý nghiêm hoạt động đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Ngành thuế phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 hoàn thành cài đặt ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động iTax Mobile đối với người nộp thuế, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, một số đối tượng không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Cụ thể, nhóm thứ nhất là công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ 3 điều kiện, đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nhóm thứ hai là công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện 2 và 3 trong nhóm thứ nhất. Luật này còn khuyến khích các địa phương tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực thi nghiêm luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư dự án công, thường xuyên theo dõi việc thực hiện pháp luật về đấu thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác đấu thầu trên địa bàn thành phố, bảo đảm phù hợp với luật đấu thầu, nghị định số 24/2024. Các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà nước trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng lộ trình quy định, đăng tải đầy đủ thông tin đúng trách nhiệm và thời hạn theo quy định của pháp luật về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thưa quý vị, để chấp hành đúng các quy định của pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ban sở ngành địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng trong phạm vi quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả luật bảo vệ bí mật nhà nước và luật an ninh mạng, các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp có liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. iTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, cho phép cá nhân hộ kinh doanh có thể tra cứu, thực hiện nhiều vấn đề liên quan đến thuế mọi lúc mọi nơi. Thực hiện chuyển đổi số ngành thuế và tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế Hải Phòng chỉ đạo các chi cục thuế các địa phương tập trung cài đặt ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động iTax Mobile đối với người nộp thuế trên địa bàn, phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn thành. Là một trong những hộ kinh doanh tại huyện Vĩnh Bảo, sau khi được chi cục thuế khu vực Tiên Lãng, Vĩnh Bảo tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng phần mềm iTax Mobile, đến ngày 25 tháng 10 đã có 680 hộ kinh doanh trên địa bàn hai huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo đã cài đặt ứng dụng iTax Mobile. Số thuế đã nộp qua iTax Mobile là trên 670 triệu đồng. Cái này theo tôi là rất phù hợp cho cái đổi mới bây giờ. Bởi vì là chúng tôi sẽ rút ngắn được thời gian trong công việc kinh doanh và làm thuế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thể ngồi ở nhà, chúng tôi có thể nộp thuế và nắm bắt được mọi các thông tin của ngành thuế đưa ra. Ngay sau khi có chỉ đạo của Cục Thuế, Chi Cục Thuế khu vực Đồ Sơn, Kiến Thụy tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt cho các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Hải tại xã Thanh Sơn là một trong 545 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã sử dụng iTax Mobile, nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt trong việc tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời điểm này, Chi Cục Thuế khu vực Đồ Sơn, Kiến Thụy đã cài đặt ứng dụng thuế iTax Mobile cho hơn 1.900 người nộp thuế. Số thuế đã nộp qua phần mềm là hơn 4,8 tỷ đồng. Mặc dù đã đạt 76% kế hoạch được giao, nhưng hiện nay, đội thuế liên xã phường số 2, Chi Cục Thuế khu vực Đồ Sơn, Kiến Thụy vẫn tập trung cao tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng thuế iTax Mobile, phấn đấu hoàn thành 100% vào cuối năm. Quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng báo cáo lãnh đạo ủy ban các xã, thị trấn cùng quan tâm tuyên truyền, phối hợp hỗ trợ cơ quan thuế trong cái việc tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện cái việc cài đặt iTax Mobile.
Trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này, chúng tôi cũng phối hợp với các đội như đội nghiệp vụ của chi cục thuế khu vực Đồ Sơn Kiến Thụy và đoàn thanh niên chi cục để xuống trực tiếp các cái hộ kinh doanh để tuyên truyền, hướng dẫn và cài đặt cho hộ kinh doanh. Để ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động iTax Mobile của ngành thuế được nhanh chóng lan tỏa tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, thư ngỏ về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng iTax Mobile đến người nộp thuế, đồng thời giao chỉ tiêu đến các đơn vị trực thuộc Cục Thuế đến hết tháng 12 hoàn thành cài đặt iTax Mobile cho 100% hộ kinh doanh. Sơ cấp cứu kịp thời có vai trò rất quan trọng trong cấp cứu và phòng tránh những tổn thương, chấn thương cho nạn nhân. Đây cũng là một trong những trọng tâm ưu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ các cấp thành phố trong những năm qua. Tham gia những buổi tập huấn dành cho các tình nguyện viên cấp 1, các học viên được giảng viên cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, như sơ tán và di chuyển nạn nhân khẩn cấp, kỹ thuật ép tim thổi ngạt, tổn thương phần mềm, chảy máu, dị vật đường thở. Mỗi kỹ năng, học viên được cung cấp về lý thuyết và thực hành tại chỗ. Việc quan tâm tổ chức đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu sẽ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự chuyên nghiệp cho đội ngũ tình nguyện viên chữ thập đỏ. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu để tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng thực hành sơ cấp cứu trong cộng đồng. Tạo là 3 ngày, cho tình nguyện viên cấp 1 là 3 ngày. Và sau khi các học viên được học các cái kiến thức kỹ năng về xử lý các cái tình huống xảy ra đấy thì góp phần là giảm thiểu cái trường hợp tử vong và hạn chế các cái tổn thương thứ phát và tạo điều kiện để cho nạn nhân hồi phục. Các khóa tập huấn sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng không chỉ có ý nghĩa trong việc nâng cao kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên chữ thập đỏ, mà còn góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức của các tình nguyện viên và cộng đồng về nguy cơ tai nạn thương tích nói chung và tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định một số chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để nâng cao chất lượng dân số, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Đất phối hợp với một số trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức khám miễn phí, tư vấn lập hồ sơ theo dõi sức khỏe đợt 2 năm 2024 cho người cao tuổi trên địa bàn phường. Để thích ứng với vấn đề già hóa dân số và đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, theo mục tiêu của Nghị quyết số 21/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, ngày 9 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/2022 quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố. Trong đó có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Thực hiện nghị quyết này, ngành y tế Hải Phòng phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động khám chữa bệnh định kỳ, miễn phí cho tất cả người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Trung tâm y tế quận Ngô Quyền đã có rất nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe tại cộng đồng như là khám sức khỏe cho người dân để nhằm phát hiện những sớm để quản lý sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân để người dân hiểu rõ được bệnh mãn tính không lây là như thế nào và được quản lý ra sao, người dân tiếp cận một cách sớm nhất để phát hiện bệnh sớm nhất và xử lý kịp thời. Hiện trên địa bàn phường Cầu Đất có trên 1.380 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Trong đợt này có 418 người cao tuổi được tham gia khám sàng lọc lao, một số bệnh mãn tính không lây và sức khỏe tâm thần. Cái mục đích ý nghĩa của cái cuộc khám sức khỏe này là rất tốt và động viên tinh thần cho các cụ từ hội viên cho đến cán bộ lãnh đạo như chúng tôi là rất là được sự quan tâm, thì chúng tôi phải phát huy cái tinh thần sức mạnh của người cao tuổi. Qua thăm khám phát hiện nhiều người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, xương khớp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh đều được tư vấn và hướng dẫn điều trị. Trường hợp bệnh nặng được giới thiệu đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị chuyên khoa sâu. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành cùng chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng và một số tỉnh thành phố trên cả nước.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.